Đấy, thấy chưa? Em là phải tu rất là nhiều kiếp. Trời ơi, con hôn thì thương con, chồng hôn thì hỏng thương chồng. Đúng nhỉ? Câu này làm sao? Anh chửi đi anh. Thì đúng là chị em mà. Dạ. Oh no. Hello mọi người. Hôm nay Khánh Thi và Văn Hiển rất là vui khi mà sẽ được chia sẻ tình cảm của mình dành cho những người hâm mộ cũng như là khán giả rất là yêu thích Thi và Hiển. Và đặc biệt là trong thời gian qua thì Thi và Hiển cũng làm rất là nhiều những clip ngắn về nhảy múa, về gia đình, chỉ khoảng 15 giây cho đến 30 giây. Và có một điều đặc biệt nhất đó chính là comment của tất cả những người hâm mộ. Và bây giờ thì hãy cùng xem là Thi và Hiển chia sẻ điều gì nhé. Đây sẽ là một clip mà hôm nọ hai vợ chồng mình vừa mới đụng đầu, gọi là đụng chán một cuộc đụng độ không như mong muốn. Và tình huống là thương bi quá chàng trai giàu tình cảm. Các bạn có biết không ạ? Đó là cái clip mà Hiển đụng vào chán đi và cô bi ra cho mọi người xem trên TikTok của gia đình mình nhé. Đó. Ba mẹ tập với nhau lỡ cụng đầu một cái đó mẹ. Thì cái bình luận đầu tiên là khen. Trời ơi, con hôn thì thương con, chồng hôn thì hỏng thương chồng. Đúng nhỉ? Pha đụng đầu, đi vào lồng đất. Lồng đất. Lồng đất. Xong rồi gì nữa nhỉ? Ba nè. Thì đó, cũng có người bên ba với một comment là ba chỉ lỡ thôi mà. Mẹ chỉ lỡ thôi mà, chứ không phải cố ý đâu. Đây nữa nè. Lỡ đụng đầu một cái muốn xem cho tâm lý. Ai đó mà từng thấy vợ chồng mình gần như là nhỡ đi vô bệnh viện mất. Tiếp theo là một comment của bạn Đặng Thị Lệ Huyền. Mình phải tu bao nhiêu kiếp mới được ngôi nhà hạnh phúc này đấy. Đấy, thấy chưa? Em là phải tu rất là nhiều kiếp. Cái nhà làm như là có giá lắm á. Không có giá. Tiếp theo là một comment là của bạn đứng tôi kêu mà. Kìa. Của bạn Vân Anh Lê. Nửa đêm xem cái này cười vỡ bụng thôi. Để xem một cái comment khác nó vui là một cái clip nhìn khác nha. Xong mình xem clip khác đi. Đây. Sẽ có một cái clip này. Clip này là 1.400.000 lượt view. Và sẽ có comment như sau. Clip mà hai vợ chồng mình nhảy thành te. Đây là clip này. Đây ha. Đây là clip hai vợ chồng mình gọi là vừa mặc áo đôi và vừa đeo kính đôi. Mà lại còn cái góc, đúng là cái góc này luôn nha mọi người. Đây. Cái clip này là có nhiều bình luận mà mình thích nhất nè. Một bạn bình luận ở đây là gì ta? Sinh ra không đúng thời điểm của nhau nhưng may sao vẫn gặp được nhau. Chuẩn thế nữa. Một comment của bạn Mi Ngân này, chị Khánh Thi không ăn thịt. Chứ ở ngoài xinh và trẻ lắm, không hề già. Ở đó là câu sau thì có bảo vệ như câu đầu. Đàn ông nhìn không mê mới lạ. Đây câu này không dùng. Quá anh không nghe làm sao mà em tòi ra được hai đứa cho anh. Cái đó em mê. Đúng không? Đây nha. Còn nữa nè. Ôi nhưng mà còn có người bảo cả khối người nhảy đẹp. Tức là anh chị nhảy chưa đẹp rồi. Không, đúng ra là cũng có rất là nhiều người nhảy đẹp. Mình chỉ chưa nhảy đẹp bằng họ thôi. Đó là tại em. Này, cái áo đẹp quá cho xin địa chỉ mua với ạ. Anh chị nhảy đôi, tức là có người gọi là mua áo chứ. Rồi, đây nè. Một bạn Ngọc Trần 93, hai chị em nhảy rất đẹp. Câu này làm sao? Anh chửi đi anh. thì đúng là chị em mà. Nhờ. Oh no. Thôi bây giờ mình xem một cái clip khác đi. Đây là cái clip này nha. Clip này á, việc đầu tiên mà Thi vào là mọi người toàn hỏi áo chị Thi mua ở đâu đó. Clip này là bao nhiêu triệu view nhỉ? Clip này là... như là 4.2 triệu. 4.2 triệu. Và bây giờ thì mình sẽ đọc comment của... Úi dồi, hơn 1.000 bình luận cơ ạ. Đây. Có một cái comment mà rất là tâm đắc.
của bạn là tôi yêu gà chọi. Chung chà cái nickname của bạn hay quá. Đầu tiên là... Không phải là bình luận à? Bình luận. Sao lại tôi yêu gà chọi? Cái nickname của người ta là tôi yêu gà chọi. Em tưởng người ta bình luận là tôi yêu gà chọi. Gà chọi thì đúng là anh này đã, anh này tuổi gà mà. Bạn ấy comment là phải chạy cao to tí nữa thì miễn bạn. Cái gì mình cũng có trừ trừ cái chiều cao á. Nó sửa mũi sửa được. Thảo khổ thuật thẩm mỹ được. Chỉnh ra được đúng không? Cho nó da trắng hơn tí. Chỉ có chiều cao và không cải thiện. Chán lắm cơ. Chán lắm cơ. Chán lắm cơ. Không sao. Thì cũng có phải có một cái thiếu hụt chứ không, chị em nhào vô làm sao mà thi huýnh cho kịp. Lại cứ lại lâu như con đề đấy vào. Thế nào phải đi kèm. Thế nào phải đi kèm. Mê cái bụng cuốn cuốn của anh chị. Mê cái bụng cừng ra, cừng ra. Vậy vậy mới xem được đúng bản chất của dancer. Đẹp quá. Em thấy đọc cái tên của người ta như vậy nhỉ. Rồi, để xem nào. Đâu ạ? Comment của nick em Hoàng Nhật Phượng. Sao sao anh đã đưa dí dí cái tài khoản. Đấy, anh hơi nghi. Tại vì ánh sáng của em làm anh hơi khó chịu, phải né ra. Khen trời lóa của chồng mang đến ánh sáng. Đấy, vợ chồng nhà này mà nhảy thì không ai chơi lại. Anh có biết là từ xong kiếm hợp với không anh? Xem nào, để xem. Có một bạn nickname cũng khá là phức tạp. User 95060100738146. Ý của bạn là bạn để lên cái số điện thoại của bạn ở trên. Ủa? Đó. Cái gì? Cái nickname dài dữ vậy? Này anh đọc đi. Bạn ấy comment là có đi có lại cả chục lần, mê gì đâu á. Thank you. Nhưng mà có chị lại hỏi tiếp này. Em muốn mua mấy kiểu đầm như vậy thì mua ở đâu ạ? Chị có thể liên hệ vợ em. Dạ, vợ em cung cấp toàn bộ sỉ lẻ quần áo. Vợ em chỉ là thằng bán cái di chiên. Dạ, có lẽ được thôi mọi người. Mọi người có nhu cầu ăn cái viên chiên thì đến với em nhé. Thế nào? Nói chung là đa số là mọi người rất là... À, có một cái khen vợ chồng mình này. Wow, từ khi bài này xuất hiện thấy vợ chồng anh chị nhảy nét và không đụng hàng. Thấy chưa? Không đụng hàng. Mặc dù cái bài này trên mạng cũng có rất là nhiều người nhảy, nhưng mà khi mà thi vào hiện nhảy là nó khác hoàn toàn. Nói chung là riêng của họ. Không, nói chung là cái phần cái video clip này thì nhận rất là nhiều cái tình cảm yêu thương của quý vị khán giả. Cũng không có cái gì gọi là chê bai nhiều lắm. Đâu có chê đâu. À, có hẳn một cái clip là gần 6 triệu lượt view. Cái clip này như nhiều nhất trong cái TikTok chưa, của mình. Chưa. Đúng không? Clip nhiều hơn. Clip này đặc biệt là có Kubi các bạn ạ. Mãi bên nhau mà nhé. Từ nào nó nhọc nhằn. Nhiều mấy phim phim lên. Tí nữa cắt cái đoạn này nhá. Nhớ lời. Đây. Đây nhá, cái này nó mới buồn cười nè. Mình chỉ để ý bạn trắng nhất hội đứng cạnh bạn đen nhất hội. Nói chung là cái clip này thì tất cả comment của mọi người là dành cho tất cả người khác, không đúng có rồi. Không ai khen mình hết, mình hơi buồn. Con bé bên phải mới bị cấm dừng ngay sao mà mắt nó đưa như đưa đập. Rất là nhiều comment mà của nhiều khán giả rất là dễ thương đáng yêu, nhưng mà nhiều khi nói cũng hơi phũ phàng một chút ạ. Mong là được tới mọi người sẽ bớt nói phũ phàng nhiều quá. Clip này 6 triệu mấy cơ à? Đây, 6 triệu 3. Đây là cái clip vợ chồng mình mặc áo màu vàng. Nói chung là vợ chồng mình rất là thích mặc áo đời. Để xem là một bình luận gì. Ây cha cha cha. Ây đây nhá, nickname của bạn Mộc Di này. Ông bà có câu: chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên tám đời. Nghe bạn chặt khoái. Đúng rồi. Phải duyên, có duyên với nhau. Đúng không? Đó, xong rồi còn bạn nickname là Hoàng Nguyễn nhìn hai mẹ con cưng xỉu. Wow. Thôi những cái comment này mình không muốn bình luận đâu ha. Tại không vì... phải mình không muốn đọc chứ phải không muốn bình luận. Người ta bình luận làm sao mình cấm được đúng không ạ? Thực ra thì nghe cũng quen rồi nhưng mà nghe nó cũng vẫn không vui tai. Nhưng mà dù sao thì vẫn có nhiều cái nickname comment tích cực hơn.
cũng một thời gian dài đấu tranh với gia đình, dư luận, xã hội các kiểu, giờ thì mới thấy hạnh phúc thế này. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Thank you bạn hơn cả thế giới. Các bạn hãy xem cho chúng tôi nhiều, à các bạn hãy cho chúng tôi xem nhiều tiểu phẩm nhảy như thế này nhé. Tiểu phẩm nhảy. Ở ngoài cánh thì xinh đẹp, không thua kém hoa hậu đâu ạ. Ở ngoài thì vợ mình xinh đẹp, còn mình mày như thằng ô xin. Người ta này mấy lần mà nhưng mà lại còn có chị, lại còn lôi chuyện vợ chồng mình vào, nhưng mà để đánh hờn anh chồng nhà chị ý. Nhìn vợ chồng người ta mà thấy ham, chồng tuy nhỏ tuổi nhưng lại thương vợ, còn nhìn lại chồng mình kìa, tủi. Có người lại còn với chị là đẹp, em chồng ghét em lắm với chị ơi. À nhưng mà lại còn nói là chị bạn Dương Dương, ông đó mà cao xíu là xuất sắc. Đúng rồi, anh mà cao cỡ anh Trương Nam Thành thôi là ngon á. Ngon á, ngon á, ngon á, ngon á, ngon á. Thế nào? Nhớ đi nhớ. Bị mê hai ông bà này. Có một bạn Familo bà còn nói nhảy đẹp như vũ công chuyên nghiệp luôn á. Thế xong rồi có những phản hồi nhá. Comment cười chết luôn. Tôi cũng nhìn thấy nhảy rất chuyên nghiệp, ngang ngược chuyện tương đấy. Thật ra là nghề chính của vợ chồng mình là vũ công mà mọi người, chứ đâu có phải ca sĩ đâu. Mọi người khen thế thì chết em. Ấy đây này, nickname của bạn Khánh Chi này, Phan Hiện nhảy đẹp hơn vợ. Ồ mà đúng rồi mà, nói chung là chồng hơn vợ là nhà có phước đó. Nhưng mà vấn đề là cái comment của bạn này là người ta bên em. Ồ vì sao? Đấy thì một bạn khác của bạn Liên Phan này nhảy ra chị vợ từng là thầy của anh ấy giúp bạn. Không nhưng mà người ta nhảy vui với nhau thôi chứ đừng chê mất hay đó. Thực ra là lần sau á mình cũng nhắc lên chồng mình á, mỗi một lần nhảy cùng vợ nhớ đừng có dìm hàng vợ nha. Ông cậy bây giờ ông còn vẫn còn đang nhảy mà, ông còn chuẩn bị chi chi game nữa mà. Rồi chỉ với ghế nhắc thôi. Nói tóm lại là mùa dành rất là nhiều tình cảm đối với vợ chồng Thi và Hiển, cũng không quá nhiều comment gọi là tiêu cực như trước kia. Hiển và Thi rất là cảm ơn và rất là trân trọng những cái tình cảm của quý vị khán giả dành cho Thi và Hiển. Và hy vọng là sau này thì những cái sản phẩm tiếp theo của hai vợ chồng thì mọi người sẽ đón nhận và góp ý nhiều hơn ha. Thi rất là mong muốn tất cả các bạn sẽ follow kênh TikTok của Khánh Thi và Phan Hiển, Instagram của Khánh Thi Phan Hiển, Facebook của Khánh Thi Phan Hiển và cả YouTube của Khánh Thi Phan Hiển nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.